Hello, tiếp tục cái video tắm chim thì mình sẽ bắt gặp bồ câu kinh Hà Lan trắng ra mình quay cho các anh em xem. Trước tiên là mình quay vô chuồng trước rồi mình đem ra ngoài sân để mình tắm cho các anh em cùng xem. Thì đây là gặp kinh Hà Lan trắng. Rất mong các anh em bấm đăng ký kênh ủng hộ mình để đón xem những video mới nhất về anh em. Thì đây là một cái cặp kinh Hà Lan trắng anh em. Cặp này đầu rất là gấu luôn. Kinh Hà Lan trắng. Hai con nó gù rất là xung. Anh em thấy cái đầu nó tròn, nó bự không? Con này là con trống nè. Đây là con mái. Rất là phê.
We'll be right back.